Vừa qua, kim giao tu be riêng của trùng công ty Điền Quân Bửu Điền hay còn có nam e Color Man đã đoạt đút vàng với hơn 1 triệu lượt theo dõi, dù ông tuyên bố chỉ làm để thỏa đam mê cho vui. Ông cũng gây bất thần khi ngồi tế khách mời hát mãi ước mơ và đóng bố già bolero. Nhiều người khá tò mò về người đại trưởng phu này. Vậy, Color Man là ai và phú quý, quyền lực cỡ nào? Từ nhà báo tại Hoa Thành, ông trụng truyền thông quyền lực. Color Man tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền, sinh năm 1969 tại Bến Tre và làm việc tại Sài Gòn. Color Man xuất thân là một nhà báo, biên tập viên tài hoa và kỳ cựu của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng biên tập, đảm nhiệm nhiều chương trình hay, gắn với ký ức của người theo dõi 7x, 8x như bản tin thế giới, thời sự tiếng Anh. Color Man khi còn làm biên tập viên. Sau nhiều năm làm việc tại đài truyền hình, Color Man đã gây dựng được uy tín lớn và chiếm hữu nhiều mối quan hệ với mạng lưới truyền thông bát ngát khác. Một tay gây dựng, Color Man đã biến Điền Quân từ công ty tư nhân nhỏ tuổi lẻ thành cả một tập đoàn truyền thông lớn với hàng ngàn nhân viên cùng vốn đầu tư lớn. Hiện nay, Điền Quân là một trong 3 công ty truyền thông lớn nhất tại thị trường Việt Nam, chiếm hữu loạt chương trình đình đám, ăn khách nhất như Thách Thức Danh Hài, Hát Mãi Ước Mơ, Giọng Quan Ngã, Giọng Ai, Giọng Ca Bất Bại. Color Man chủ quyền vào được hậu trường của các nghệ sĩ. Các chương trình Điền Quân phát hành đều lôi cuốn lượt xem vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng, với sự nhập cuộc của hầu hết nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang. Thậm chí, một số người còn cho rằng Điền Quân đang lũng đoạn truyền hình Việt Nam vì tần suất phủ sóng của nó rất lớn và bắt ngát. Hiện nay, nhiều người ước tính lợi nhuận hàng năm của công ty Điền Quân có thể lên tới cả 100 tỷ đồng. Nhân viên khép nép trước Color Man. Với cương vị là người đứng đầu Điền Quân, Color Man luôn được nhân viên kính nể và có quyền lực tuyệt đối. Trong các clip hậu trường, có thể thấy Color Man đi tới đâu nhân viên cũng kính trọng, lễ phép. Không những vậy, Color Man còn có mối quan hệ mật thiết với nhiều người biết đến hàng đầu showbiz và được họ yêu quý. Ông là có thể chủ quyền ra vào phòng hóa trang của nghệ sĩ ở hậu trường và trò chuyện thân mật, tự nhiên với họ. Trường Giang và Trấn Thành tới dự lễ khai trương quán cà phê của Color Man. Ở các sự khiếu nại riêng của mình như khai trương quán cà phê, họp fan hay ra mắt chương trình riêng, Color Man luôn mời được hàng loạt ngôi sao hạng A như Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy tới dự. Cô An Hãn là người có tầm ảnh hưởng lớn mới làm được như vậy. Người nghệ sĩ đa năng với kênh giao tu be cũng và sự nhiều người biết đến không tầm thường ngôi sao hạng A. Không chỉ giỏi về quản lý và sợ hãi doanh, Color Man còn có nhiều tài lẻ liên quan đến nghệ thuật như diễn xuất, ca hát, lồng tiếng, làm. Ông hát khá hay, diễn tốt và làm linh hoạt. Color Man từng nhập cuộc lồng tiếng phim của anh Hà Cứu Giúp Tí Nị, đóng phim Bố Già Bolero, đầu tư phim Bao Giờ Hết cùng hàng loạt phim khác. Ngoài quản lý công ty, Color Man còn dành nhiều thời gian để phát hành kênh giao tu be riêng. Tính đến nay, kênh YouTube của ông đã đạt nút vàng với hơn 1 triệu lượt theo dõi, ngang ngửa với hàng loạt người nhiều người biết đến. Ông chia sẻ: cách đây hơn 1 năm tôi bắt đầu trở thành Color Man. Ban đầu làm kênh này vì vui. Tôi rất khoái chiêu đãi, khoái làm đồng đội vui, hay sưu tầm những quán ngon, những chỗ vui, lạ. Vì vậy, tôi tranh thủ quay lại một cách đơn giản để cho đồng đội coi. Khi tôi làm kênh được 2,5 tháng thì có đến 100.000 lượt người đăng ký theo dõi. Tốc độ tăng trưởng nhanh tới mức bất thần. Tôi quay clip rất đơn giản, quay bằng điện thoại, một shot duy nhất, không biên tập gì cả và cứ thế ung lên. Thỉnh thoảng tôi có hiện ra trên khung hình là nhờ người đáp ứng hoặc người ngồi ăn ở bàn bên cạnh quay dùm. Tính đến thời điểm này thì clip có biên tập, cắt chút đỉnh chứ tuổi đầu hoàn toàn là bạn dạng thô. Cũng theo lời Color Man, ông làm giao tu be chỉ để thỏa đam mê. Khi tôi làm kênh này, mọi thứ đều không có sự sẵn sàng cũng như không có tham vọng gì ghê gớm. tôi cũng không nghĩ đến chuyện kiếm tiền gì với quy mô của Điền Quân hiện tại, gánh nặng trữ cơm áo gạo tiền rất lớn, làm giao tu be chỉ là cho vui, đỡ nhớ nghề báo. Nhưng với tư duy của người làm truyền thông sành sỏi, Color Man đã gấp rút biến kênh giao tu be của mình thành một yêu quý hiệu, với số lượng lớn, nội dung nhiều chủng loại lên tới hơn 2.000 clip. Trong đó có khoảng 500 clip về ẩm thực, còn lại là về nghề nghiệp, tăng xô, làm cơm nhà. Điều này bộc lộ sự sáng sủa tạo lớn và bộ óc tài tình của Color Man, ông nói. Tôi cảm ơn quá trình 20 năm làm báo mảng tin tức của mình, nhờ đó tôi nhạy về thời sự, nhạy về việc phát hiện câu chuyện, tình tiết hay. Cách mình nhìn nhận vấn đề cũng khác. Tôi có thể làm về nhiều lĩnh vực, từ ẩm thực, nghề nghiệp, văn hóa, từ thiện, tang xô, đi vào hậu trường bắt gặp người nhiều người biết đến. Ý tưởng về nội dung chưa lúc nào hết sạch trong tôi. Color Man không tiết lộ thu nhập từ giao tu be, nhưng ông cũng nói, nếu bạn rất nhiều người biết đến, kênh nằm trong top 10 thì có thể lên đến 400-500 triệu đồng tháng. Nếu bạn làm rất tốt thì có thể kiếm được vài chục triệu đến 100 triệu đồng. Một ngày của tôi có 14 tiếng để làm việc, trong đó 3 tiếng dành cho giao tu be. Vấn đề với tôi không của anh hàng thu nhập mà có 1 triệu người kỳ vọng mình mỗi ngày. Chính kênh giao tu be này đã đem đến sự nhiều người biết đến vượt trội cho Color Man, giúp ông có thêm rất nhiều fan ngưỡng mộ. Thậm chí, Color Man còn từng tổ chức họp fan với hơn 2.000 người đăng ký nhập cuộc. Color Man tổ chức họp fan. Color Man đi tới đâu cũng có người nhận ra. Trong một clip, ông đóng giả làm rác và bịt khẩu trang, nhưng vẫn có người nhìn thấy rồi vẫy tay chào. Hay, trong lần tham quan hậu trường thách thức danh hài, ông được các thí sinh vây quanh chụp hình, hỏi han. Như vậy, có thể thấy, Color Man là hero riêng lẻ dù không của anh hãng nghệ sĩ hoạt động showbiz trên sân khấu, nhưng vẫn nhiều người biết đến và có số đông fan đông đảo. Đại gia phú quý và chịu chơi. Color Man không nói về tài sản của mình, nhưng qua các clip, có thể thấy ông là một đại gia khá phú quý. Trong một dịp chúc Tết, Color Man đã lì xì vợ mình 100.000 đô, khiến cô xúc động tới rơi nước mắt. Ông cũng từng dẫn nhân viên của mình đi ăn phở giá bút gần 1 triệu đồng một bát tại tòa nhà chọc trời Lan Ma. Color Man khá chịu chơi và hào phóng. Ông từng chấp nhận thiệt hại đến hơn 1,5 tỷ đồng chỉ để cho nhân viên về sớm cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Dù đã sợ hãi doanh nhiều yêu quý hiệu khác nhau, nhưng mới đây, Color Man lại kế tiếp mở thêm một quán cà phê khá lớn. Tuy phú quý, nhưng Color Man vẫn khá hòa đồng thân thiện, một fan ngưỡng mộ của ông từng nói, tôi thích sự chân chất, ngay thật của Color Man. Chú rất vui tính và có nhiều điều đáng để tôi cùng anh học hỏi.